Xin chào quý khách hàng thân mến, rất vui được gặp lại quý khách trong video hôm nay của Nội thất Do Đồ Phư. Trong video hôm nay, Nội thất Do Đồ Phư xin giới thiệu đến quý khách mẫu sản phẩm bàn làm việc cho giám đốc mới nhất, mời quý khách cùng theo dõi. Trên màn hình như quý khách đang thấy là hình ảnh sản phẩm bàn làm việc giám đốc gỗ công nghiệp, thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng và đẹp mắt, phù hợp với mọi không gian phòng làm việc mà quý khách mong muốn. Sản phẩm được thiết kế với kích thước 1m4 x 70 x 75 cm, dài, rộng, cao, kích thước đẹp tiêu chuẩn cho một chiếc bàn làm việc đẹp. Sản phẩm được làm từ chất liệu gỗ công nghiệp cao cấp, đã được qua xử lý chống mối mọt, cong vênh trong quá trình sử dụng. Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm về độ bền của sản phẩm, độ bền lên đến 15 năm. Do Đồ Phư xin cam kết đến quý khách hàng về chất lượng mẫu mã cũng như giá thành của sản phẩm. Hiện tại sản phẩm đang được bán với giá 2.200.000 kèm ưu đãi miễn phí vận chuyển cho quý khách. Mọi thông tin chi tiết và câu hỏi cần giải đáp quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 0702725555 hoặc 0775898888 để được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau.